Xin chào tất cả các khán giả của Di Động Việt. Nếu bạn là người dùng Android, tất nhiên nếu bạn muốn có những bản cập nhật mới nhất, nhanh nhất, tuyệt vời nhất ở trên nền tảng của bạn, thì Google Pixel gần như là một cái lựa chọn rất là tối ưu. Từ trước đến nay chúng ta luôn thấy các nhà sản xuất ở bên thứ ba có cái gì đó không được tín lắm trong việc cập nhật liên tục cho người dùng. Bên làm thì chậm, bên thì làm nhanh nhưng mà có lỗi bảo mật hay là lỗi sử dụng gì đấy, thế là lại phải đi vào víu. Đã từng có thời việc mua một thiết bị Android là một bài toán khó nếu như chúng ta đặt tiêu chí hỗ trợ lâu dài lên bàn cân. Thế nhưng có vẻ như bây giờ Android đang được cập nhật nhanh hơn. Ở đây thì mình sẽ đưa ra các số liệu cụ thể qua khảo sát và nhờ anh Hậu Kỳ chèn số liệu lên màn hình để anh em dễ theo dõi. Lấy ví dụ như là Samsung dòng S, họ mất 259 ngày kể từ khi Android 7 Nougat ra mắt để đưa phần mềm này lên thiết bị của mình. Tình hình được cải thiện ở trên 8.0 Oreo với 226 ngày và đến Android 9.0 thì đã thực sự có một bước nhảy vọt với 140 ngày. Hai nhà sản xuất cập nhật Android nhanh bậc nhất hiện nay là Sony và OnePlus với chỉ loanh quanh 70 ngày sau khi phiên bản phần mềm 9.0 mới nhất có mặt trên Pixel. So với Android thì 70 ngày là một tốc độ rất nhanh và hết sức đáng khen cho hai nhà sản xuất này. Khi trước đây với 8.0 họ cũng mất loanh quanh khoảng 5 tháng. Tất cả các nhà sản xuất khác đều cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong tốc độ cập nhật và con số trung bình của Xiaomi, Nokia, HTC và Huawei đều loanh quanh trong khoảng tầm 4 tháng. 4 tháng thì không thể nói là một khoảng thời gian ngắn được, nhưng mà thực tế so với gần cả năm trời so với trước đây thì đây rõ ràng là một sự tiến bộ không thể chối cãi của các OEM Android. Lý do cho sự nhanh nhẹn này nằm ở hai cái tên, Project Treble và Android One. Trong khi Treble giúp cho các nhà sản xuất cập nhật nhanh hơn thì Android One mang đến bản cập nhật mới nhất cho nhiều người dùng hơn mà họ không cần phải dùng đến Pixel. Nhất là về Android One, những bài test liên quan đến bloatware, giao diện tùy biến hay là những thứ tương tự thì đều được lược bỏ. Sự hỗ trợ của Google giúp cho những Samsung dòng S, Huawei hay là Xiaomi cắt giảm thời gian đáng kể thời gian cập nhật phần mềm ấy. So khoảng thời gian từ 7 lên 8 và từ 8 lên 9 của những nhà sản xuất này, có thể thấy là nó đã giảm đi được khoảng tới một nửa. Android 9.0 đã cập bến các thiết bị này ngay trong cuối năm 2018 và giai đoạn đầu năm 2019, chứ không phải chờ tới cuối quý 1 hoặc là thậm chí cuối quý 2 như mọi năm. Điều này mang về trải nghiệm tuyệt vời hơn cho người dùng, nhất là khi các sản phẩm như là S9, P20 Pro hay Mi 8 đang được rất nhiều người sử dụng. Nó mang về sự tín nhiệm lớn hơn trong lòng người dùng, đảm bảo sự trung thành của họ. Và quan trọng là đến cả các mẫu tầm trung cũng đang có rất nhiều thiết bị chạy Android 9. Thú vị ở chỗ là LG G7 One, một máy tầm trung đến từ công ty Hàn Quốc đã có bản cập nhật rồi, trong khi G7 Thiên Quy thì vẫn phải chờ đợi, cũng tương tự như trường hợp của HTC U11 Lite được ăn bánh trước cả flagship U12 Plus. Những thông tin trên đều là những tín hiệu khả quan cho các bản cập nhật mới tiếp theo của Google. Có chăng khó khăn vẫn còn tồn tại ở việc tốc độ cập nhật của các nhà sản xuất chưa được đồng đều nhau, cũng như là việc cập nhật nhanh không đồng nghĩa với việc cập nhật lâu dài. Và giờ là thời điểm dù rất nhiều người trong số chúng ta vẫn đang chờ đợi được ăn bánh thì chúng ta cũng nên nói một chút về Android Q. Google thì cũng đúng là không đợi ai cả, và những thông tin đầu tiên về Android 10 cũng đã bắt đầu xuất hiện và có độ tin cậy khá là cao. Đầu tiên là Android Q sẽ có một dark mode chuẩn chỉ trên toàn hệ thống. Hiện nay với các launcher trên store chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều này, nhưng sẽ rất tuyệt vời nếu giao diện gốc của Android Q hỗ trợ luôn điều này ở mọi ngóc ngách ở trên thiết bị, từ phần cài đặt, quay số và tất cả những cái thành tố khác liên quan đến UI. Tất nhiên là với việc là nền tảng mở thì Android Q vẫn sẽ cho bạn lựa chọn chuyển qua lại giữa Dark và Light Mode, cũng như là cài đặt chuyển tự động hay là cài chết Dark Mode như nào đấy. Và một điểm cực kỳ thú vị là việc ép một ứng dụng không hỗ trợ Dark Mode mà vẫn có thể có nền đen chữ trắng thì giờ đã hoàn toàn là khả thi. Tất nhiên Dark Mode khiến tổng quan máy trông nó sang chảnh hơn chẳng hạn, cũng như là dễ dàng sử dụng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, đồng thời thì cải thiện thời lượng pin trên những máy sử dụng màn hình OLED. Sự thay đổi thứ hai nằm ở khả năng cấp quyền linh động cho ứng dụng. Hiện nay việc cấp quyền thường được tiến hành trong lần đầu mở app, nhưng nếu bạn muốn thì mỗi lần mở app bạn hoàn toàn có thể cấp quyền riêng cho app trong lần sử dụng đó, đồng thời hạn chế quyền của các ứng dụng chạy ngầm. Tính năng này sẽ vô cùng tuyệt vời với những người yêu thích sự bảo mật trên smartphone của mình, nhất là với những ứng dụng mà đòi quyền truy cập microphone mình cực kỳ ghét luôn. Và với những người dùng khác, chắc chắn thì việc này sẽ giúp cải thiện đáng kể thời lượng pin trong quá trình sử dụng. Thứ ba, Desktop Mode. Desktop Mode không phải thứ gì đó quá lạ lẫm với những người dùng Samsung hay là Huawei, nhưng sẽ rất là tuyệt vời với những người sử dụng smartphone chủ yếu cho công việc nếu như Android Q mang tính năng này lên mọi máy. Thao tác trên một màn hình lớn hơn với một màn hình PC mô phỏng chính xác những thứ có trong điện thoại chúng ta, đi kèm với cả một cái Start Menu, các app đều được tùy biến lại để phù hợp với màn lớn. Khả năng tích hợp với bàn phím và chuột sẽ biến smartphone thành một thứ đa năng hơn rất là nhiều. Thứ tư là một Smart Lock an toàn hơn. Từ thời Lollipop chúng ta đã có khóa thông minh rồi, nhưng thực tế thì nó thiên về hướng tăng tốc độ thao tác hơn là bảo mật. Thực tế là thế. Smart Lock mới sẽ có hai tính năng mới thông minh hơn. Trước hết phải kể đến là điều chỉnh khoảng thời gian unlock hợp lý hơn. Tiếp theo là chỉ bằng một thao tác từ xa đơn giản, bạn có thể biến một thiết bị tin cậy thành không còn tin cậy. Qua đó thì thiết bị sẽ tạo ra lớp bảo mật, nhiều lớp bảo mật hơn trong trường hợp bạn bị mất máy. Những tính năng khác vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm và chúng ta cần phải tiếp tục chờ đợi.
Google thường vẫn mang rất là nhiều tính năng lên các thiết bị sau mỗi bản cập nhật lớn, nhưng mà lại có rất là nhiều tính năng mà các OEM đã làm được trên giao diện tùy biến của mình, ví dụ như là chụp ảnh cuộn trang hay là app mạng xã hội song song chẳng hạn. Tuy nhiên, nếu như Android gốc có thể trở nên đa dụng hơn, cung cấp nhiều tính năng hơn, thì các OEM cũng sẽ đưa ra nhiều bước đi sáng tạo hơn để tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng người dùng. Đồng thời, anh em fan Pixel cũng nên cảm thấy là thiết bị của mình nó ngon nghẻ hơn, nó đa chức năng hơn, ít nhất là như vậy. Vậy thì smartphone của anh em đang chạy Android mấy, và anh em có kỳ vọng là sẽ được ăn bánh trong thời gian gần hay không? Và nếu như có Android Q thì anh em kỳ vọng sẽ có những cái gì ở trên đó để anh em có thể tận hưởng? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Nền trắng của video cực kỳ đẹp.